là chánh. Thế nào là chánh? Chánh được định nghĩa theo cái cách hay khuôn khổ luân lý của một hệ phái nào đó, mà đúng theo hệ phái đó thì gọi là chánh. Được chưa? Ví dụ Nho giáo người ta quan niệm như vậy, làm đúng như vậy thì gọi là chân chánh. Bà La Môn giáo quy định như vậy, như vậy, như vậy, làm như vậy, như vậy, như vậy, đúng thì gọi là chân chánh. Bên Phật, Đức Phật quy định như vậy, như vậy, làm như vậy, đúng gọi là chân chánh. Nhưng chân chánh thì chưa phải là thánh. Có hiểu không? Ở đời này nhiều người làm việc chân chánh lắm nhưng họ đâu phải thánh đâu. Vậy thì thánh là khác à? Mà con đường thánh là con đường mà của Đức Phật chỉ dạy. Ngài là bậc thánh. Ngài chỉ dạy con đường để thành tựu bậc thánh. Thì có con đường đó gọi là con đường thánh đạo. Đạo là đường, là con đường bậc thánh. Rồi đạo và phi đạo là gì? Đạo và phi đạo là thuật ngữ dùng để gọi cho những cái người họ cũng tu tập theo con đường của Đức Phật nhưng mà bị tà kiến, hiểu sai, chấp lầm, cho nên nương dựa vào Phật nhưng đi hoài đi không đến nơi. Đi hoài đi đến không nơi là do đâu? Là do nương vào con đường phi đạo chứ không phải con đường đạo. Con đường đạo mới đến được đích là Niết Bàn, nhưng con đường phi đạo thì đi đến Ma Dương. Ma Dương 20 pháp hạnh ba la mật chứ không phải chuyện dở nha. Ma Dương, Ma Dương là tu tập kinh khiếp lắm. Trời, Ma Dương, bộ con tưởng bộ Ma Dương là gánh gùi nhấn nút cái Ma Dương hả? Trời đâu dễ con. Trời ơi, và bằng một cái vị là thượng thủ thanh văn đấy, chứ không có thua. Mà biết Ma Dương là ở cõi nào không? Con biết Ma Dương. Tha quá tự tại. Tha quá tự tại là cõi gì? Là cõi địa ngục hả? Không, cõi gì? Cõi trời. Mà là cõi trời cao nhất. Cõi trời cao nhất của dục giới, là xịn nhất trong cõi dục. Tha quá tự tại thiên. Trời bộ con tưởng hả? Con tưởng ăn tầm bậy ở tầm bạ lên trển hả? Không có cửa đâu nghe. Trời ơi tu dữ lắm, tu luôn á, chứ không phải giỡn đâu. Phước dữ lắm, phước luôn á. Mà ngặt nó nổi là tà kiến thôi. Tà kiến. Nhìn sai chấp lầm. Nhìn sai chấp lầm cho điều đúng là ổng mới là đúng, là không phải của ổng là sai. Nhìn sai chấp lầm. Mà nhìn sai chấp lầm như vậy cho nên đó là không có có chứng đắc được đạo quả mà chỉ có phước thôi. Có khi âm người ký. Chỉ có phước thôi. Tại vì người ta làm phước mà. Người ta nhìn sai chấp lầm ở trong cái góc độ thánh trí thôi, chứ thế thường pháp là người ta đã xịn sò rồi. Có hiểu không? Tức là người ta tranh chấp với nhau về những quan niệm thuộc về pháp học, pháp hành ở cấp độ vi tế như vậy mà người ta hiểu sai, phi logic. Người ta cho cái điều sai là đúng, mà đúng là sai. Hiểu không? Chứ mà cái phước hiệp thế là người ta dư tràn trề. Ta dư tràn trề cái pháp hiệp thế, cho nên đó là người ta tục sanh là lên thẳng luôn tha quá tự tại thiên, xịn sò. Chứ không phải là mình nói là thiên ma là thiên ma là ma đối với những người tu tập, những người mà người ta đi con đường của thánh trí, người ta bị ma cản trở cái con đường trí không được sáng rõ, nhìn sai, hiểu chưa? Chứ không phải là nói là thiên ma có nghĩa là họ xấu xí rồi này kia, giống như mà được mô tả, không phải nha. Đó của trời, đó là của trời mà bộ giỡn. Ở dơ mà lên của trời được à? Trời ơi, không có đâu à. Đúng rồi, muốn lên ở đợ bưng bô còn không cho nữa chứ giỡn. Trời ơi, tại vì trời có rất là nhiều tầng khác nhau trong cõi trời dục giới. 6 tầng trời dục giới. Trời ơi, mấy cái đứa mà ở dưới chỗ một cái chốc giữa mà đồ chỗ Tứ Đại Thiên Vương đó, làm gì có cửa lên trên đó. Ông thổi hơi cái là rớt xuống rồi. Ông có cửa không nghe, trời ơi, cho nó
Mà hỏi là thiên ma mà nó xuất hiện ở đâu, là tới vua trời mà ở cõi trời sắc giới mà còn phải cho chạy chỗ khác né tránh nữa đó. Ồ dữ lắm, dữ lắm. Mà những cái cõi trời khác ta né tránh không phải vì cái gì, mà tại vì tao muốn chung chạm với người ta ký vậy. Vậy thôi, cho nên đó là quý vị nhớ lúc mà Đức Phật thành đạo không? Kêu cái ai ta cũng xuống đảnh lễ, gảy hoa, xịt bông, xịt dầu hoa thơm gì các kiểu. Nghe thiên ma tới cái chân chùa bỏ Đức Phật chạy trơn. Chơi vậy. Ừ bỏ Đức Phật chạy trơn, vậy đó bỏ ơn ổng đứng chơi chợ lỗi ở góc Bồ Đề chạy trơn chú. Nghe thiên ma tới chốn vậy. Tại vì đó là đối chấp với thiên ma chỉ có ở Đức Phật đủ khả năng thôi. Chỉ có Đức Phật đủ khả năng người đối chấp thôi, còn mấy ông kia đâu có suy nhê đâu. Ông mà sắc giới tu thiền, ông sắc giới tu thiền, ông thiền thì ông trong cảnh thiền thôi, mà thiền là thiền định thì làm gì có trí, đâu đi theo con đường đó đâu. Ở mà thiên ma là đi theo cái con đường nương dựa vào giáo pháp, mà nương dựa vào giáo pháp thì nhìn sai chấp lầm trong cái chuyện học giáo pháp, mà chúng giảng xịn sò. Mà bây giờ mà quý vị mà nhìn lại đó, mà những người mà người ta cũng là dựng áo tu hành, cũng nọ lọ chai các kiểu, nhờ quan niệm chân quân mà phước dữ lắm nha. Ừ nhấn nút một cái là mấy ngàn tỷ tập trung lại được á, chứ không có giỡn đâu. Chưa chắc thủ tướng mà tập trung lần được nhiêu tiền nữa đâu. Phước ấy, phước chỗ đó đó. Nhưng mà coi phương pháp tu hành người ta đi biết liền à. Nó rất quớt à. Giữa cái quan điểm nhận thức luận về Phật học nó nhiều cái điểm khiếm khuyết tà kiến, mà người ta cho rằng vậy đúng. Rồi ta đi quần dương Phật pháp nữa chứ, thấy cái đó nhiều không, nhiều kinh khiếp luôn. Đệ tử mà dương không đó. Ừ, chứ bộ dở đàn em nó đó, ừ, tay em đó, tay em đang xong cái mảng đời này về chảnh với nó, về chảnh đi, đường đường ai nấy đi à, đường ai nấy đi vậy đó. Thì còn những cái người mà người ta tu tập mà đúng bài bản khoa học hợp lý theo con đường mà Đức Phật chỉ dạy thì người ta không có lên thái quá tự tại, ta lên Đâu Xuất Đà, Tusita đó, hay gọi trời Tusita đó, là ta học tập thì ta tu tập tiếp. Trên đường ai đấy đi vậy đó, nó riêng biệt nhau. Nhưng mà đi dính vô tà kiến như vậy đó ha, mà dính vô trong chỏng mà phước nhiều. Mình nói đó là tà kiến cố định là đi địa ngục, tà kiến là tà kiến cố định mà. Cái tà kiến đó là tà kiến mà phổ thông, tà kiến đại trà, chứ không phải là tà kiến trong góc độ Phật học, một khác nhau, hiểu không, hiểu không? Tà kiến trong góc độ Phật học là thế nào, là ví dụ à, để cho quý vị mường tượng được tà kiến góc độ Phật học. Người ta 121 tâm nói có 8 tâm mà, rồi rêu gao là 8 tâm mà, hiểu không? Đó, tự 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 làm vậy đó, tự cho vậy luôn đó. Rồi đó là người ta duyên, duyên sinh duyên hệ, 24 duyên bự, 52 duyên nhỏ gộp lại còn 6 duyên à. Đó vậy đó, rồi nó có 6 duyên à. Thì tà kiến nào, tà kiến có độ Phật học không à, chứ không phải là tà kiến ở góc độ mà thế thường, không phải. Dưới người ta gìn giữ là tốt đẹp nha, đừng dở, dưới người ta gìn giữ tốt đẹp lắm, trong sạch luôn. Thậm chí mà tới đồ ăn mà hôi tanh người ta còn không ăn nữa mà, trời ơi, người ta giữ tới mức độ như vậy đó, để ý đi có phải không, người ta ăn chay tịnh không mà. Đúng chưa? Nó như thế luôn đó. Thì nó còn khắc khổ nữa. Mà ngặt điều là tà kiến này. Rồi cái đó đó đi theo đường của tà kiến đi lên vậy đó. Đó là con đường phi đạo. Mà hiểu chưa? Chứ không phải là con đường bất chánh. Phi đạo nó khác với bất chánh. Đã đi trên con đường rồi mà đi vậy đó. Nó uổng lắm. Mà khó nói lắm nha, mình phải chuẩn bị cho mình nha.
khó nói lắm. Nhiều khi sao hạnh thích tâm phúc con cũng chừng. Phải cẩn thận nghe. Tại vì mình phải minh định cho mình, rồi mình nhắc mình liên tục á, nhắc định mình suy xét á, trong cái sự suy xét liên tục luôn. Bất kỳ cảm thấy cái gì mà nó gối đâu lùi là phải đem ra chặt cú liền. Có quan niệm sao, bên nào nói như thế nào, phải rất là tỉnh thức như vậy đó. Chứ mà không có vụ đại 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 được đâu à, phải hỏi lắm luôn á, còn phải so sánh đối chiếu để mà mình tìm ra được đâu gốc đâu ngọn. Vì cái mình cần học là học cái gốc, không phải học cái ngọn. À, trong kinh Bài Kinh Lõi Cây đó, Đức Phật dạy vậy đó, giáo pháp Đức Thế Tôn đó, giáo pháp của Như Lai đó, thì giống như cái cây. À, mà có người đó thì nó lấy hai hai cành hai lá, có người đến thì lấy vỏ cây, có người đến lấy cái giác cây, nhưng có người là thì lấy cái lõi cây. Và ai lấy lõi cây thì mới thật sự là cái người học và thực hành theo giáo pháp của Như Lai, còn cái kia rằng hiểu không? Nói thế đó, cho nên là ngày cẩn thận lắm, ngày chỉ dạy lại à. Mình phải học hỏi, phải để ý, tầm tòi suy xét. Nhìn đi đó lý do sao quý vị thấy Đức Phật dạy tới ba cái loại đó là văn, người tư, tu, chứ đâu có dạy văn không đâu. Trời, dạy văn không chết liền à, ai nói gì nghe nấy chết liền á. Phải tư à, phải ngẫm chứ, phải ngẫm nghĩ của nó hợp lý không, nó logic không. Trong bài kinh Kalama đó, ngày dạy người dân Kalama vậy, chết tin, chết tin bởi vì đó là kinh điển, chết tin bởi vì đó là thầy mình dạy, chết tin bởi vì đó là truyền thống, chết tin bởi vì đó là số đông nói, hội chúng nói, mà phải suy xét, nó phải suy xét, đó rất 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 là quan trọng, vô cùng quan trọng, là tự tư đó, thấy không? Bước đầu mình học là tự văn đó, bắt đầu tự tư, rồi sau đó suy xét xong rồi thực hành, phải thực hành là tự tu, phải thực hành, mà thực hành trong sự suy xét, thực hành trong sự suy xét, chứ phải thực hành trong cái niềm tin mù quáng, không có thực hành trong niềm tin mù quáng, hiểu chưa? Phải thực hành trong cái sự suy xét, mình vừa thực hành mà vừa suy xét, vừa quan sát, vừa đọi, vừa đối chiếu, em coi nó thật không, nó đúng không, nó thiệt không, nó xịn không, thì lúc đó đó mình mới tin cái điều mà đúng thật là của Đức Như Lai nói, chứ không thôi là mình tính gì 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 đâu không. Ở đời mình á, bè đảng của thiên ma, bè đảng của thiên ma rồi mà không hay thì sao, ổ mình về à, ổ mình về về với thiên ma, tu cho đã rồi về với thiên ma, là vô làm tay em cho quân số nó tăng đông lên. Hiểu không? Mà thiên ma đó là có một nỗi thâm thù quốc hận với Đức Phật, chị quý vị biết là nó không có chịu gì Đức Phật nói, nó nghĩ của nó, nó nghĩ của Đức Phật là sai, của nó mới đúng, cái bộ đoàn của ổng mà nó còn xuống nó giành đó mà, cái ngồi rồi còn giành đó, nó còn hỏi dữ đó mà, trời đừng quý vị thấy đâu có đơn giản, trời ơi dạng trí tuệ mà như vậy, ăn trí tuệ theo kiểu mà tà kiến vậy đó, hỏi đánh đố hỏi như thế luôn. À, có về tìm đọc đi, trời có nhiều cái lắm, trời tìm nói thiên ma nó hỏi là mình là cứng họng luôn, giờ Đức Phật mà còn béo gì nói mà chứ ổng đâu có trả lời được đâu. Rồi tại đi chân rồi nhìn qua nhìn lại không ai nói cái đó, hỏi vậy đó, ai làm chứng cho ông, ai làm chứng cho ông cái ghế đó của ông, cái bồ đoàn đó của ông, chơi ghê không vậy đó. Chứ bộ tiên dạng tầm thường mà làm được vậy hả? Rồi gặp Đức Phật nữa, Đức Phật là quay lực về đức, về hạnh, về bi, về trí, về tuệ gì đủ hết trơn cái kiểu mà nó còn vậy đó. Trời ơi dạng mình cũng nớm đó. Không, Đức Phật mới để tay xuống quả đất, quả địa cầu, quả địa cầu này làm chứng cho ta, quả địa cầu rung lên, đó là năng lực, cái đó không phải thần thông thần thiết gì đâu nha, đó là quả của nghiệp của ổng ngày xưa đó, nó trổ về, mà cái quả nghiệp là do quả nghiệp tu tập ba la mật á,
Bản nghiệp tu tập ba la mật của ngài đó, dày đặt trong mấy a tăng kỳ đó, là nó quay trở về, nó đổ chỗ quả. Cho nên là những cái gì của Đức Phật là không ai có thể lấy được, không ai có thể lấy được, không ai có thể xài được cái gì của Đức Phật chứ. Phước đủ, phước đủ để mà đụng vô, trừ khi nào á, là ngài cho. Mà cũng phải tùy lắm à. Vậy đó, cho nên câu kinh điển đó mình thấy rồi kinh khiếp lắm. Rồi cũng ví dụ đó nữa, trước khi Đức Phật nhập diệt này, ông chết được rồi, khi ông chết được rồi, tại vì đó là hồi lúc đó đó là ông hứa với nó, tại vì nó không có muốn ông sống trên đời này, nó không muốn ông sống trên đời này, ông sống trên đời nhiều chuyện quá, nó không muốn ông sống trên đời này. Rồi thì ông nói là Như Lai còn phải làm xong chuyện của Như Lai. Chuyện Như Lai là cái gì? Là độ cho tứ chúng, chứ chúng chừng nào có thể tu tập được, chừng nào mà tứ chúng có thể có người đắc quả là hán đó, thì lúc này là Như Lai không cần phải ở thế gian này nữa. Ghi đó đó, gìn mà thấy tứ chúng mà có người a la hán rồi là nhào xuống, ông chết đi, hồi xưa ông hứa rồi đó chị đó. Rồi 3 tháng trước khi Đức Phật viên tịch đó là nó xuống, nó gìn đó. Mà quý vị biết á, là ở cõi trời á, là nó rất là lâu, cõi trái đất nó rất là mau, có nghĩa là nó ngồi kế bên, nó ngồi nó nhìn gì nè, nó mới theo kịp đó. Chứ ủa chảnh mà nó chờ một ngày là dưới này ra biết bao nhiêu thiên thu vạn tế rồi, quý vị hiểu không? Là nó ngồi nó gìn á, nó ngồi nó gìn từng phút giây một á, chứ không phải giỡn đâu. Nó canh á, ủa tại vì nó không có thích ổng, nó không có thích ổng, tại vì người ta đi theo ổng, ta đâu theo nó. Đúng rồi, cái sự ganh tị á, cái sự ganh tị á, ích kỷ ganh tị á, nó vậy đó. Nó gần áo rồi đó, đâu đó ổng 3 tháng đâu rồi nó xuống nó nóng, cái ổng của nó là cái điều cũ, nó bẻ đi, nó nói hàng tỳ kheo có người đắc quả la hán rồi kìa, có ông nào luôn, nó canh mà. Ôi, trong tứ chúng của ông có người đắc quả la hán rồi, ông đi tịch niết bàn đi, vậy đó, kinh khiếp vậy đó. Rồi sao mà có thiệt, 3 tháng sau ta viên tịch niết bàn mới hoài vậy đó. Rồi đó, chứ phải đơn giản đâu trời, thiên ma rồi trình độ cứ khừ luôn á chứ giỡn, mà tạp kiến vậy đó. Cho nên nha, cẩn thận, cẩn thận. Cho nên là quý vị quan sát trong đời, thấy người ta tu tập đó, biết ta đi đường nào liền à, nhìn là biết liền, có học có hiểu biết, có học có hiểu biết, Đức Phật dạy hết, ngày đâu có chừa gì đâu, giáo pháp là truyền thừa thẳng băng à, chứ không có gì giấu lại trên á. Ủa nên là nhìn biết à, ngài phải dạy chứ, ngài phải dạy chứ. Thâm thù đại hận với Đức Phật lắm, cho nên là nó có cái lời miệng mà đệ tử của ông sau này đi tới đâu là đi theo tới đó. Đệ tử ông đi tới đâu là nó đi theo tới đó. Phải chơi đi theo mà. Nó cũng tiên thể đó con. Nó tiên thể với đất trời vậy đó. Đời thề của thiên ma. Tại vì đó là đặc trưng của cái cõi tha hóa tự tại đó, là nó muốn là có người cúng dâng cho nó, nghĩa là nó có quyền lực á, hiểu không? Giống như bây giờ mà quý vị mà nhìn đi, nhiều khi nói đụng chạm mấy ông sư bắt truyền á, trong cái hàng chức sắc mà dạng thượng thừa ở chảnh á, ngồi chảnh á, đây muốn gì đó cái là ho cái là có người dân cúng này. Người dân cúng đất đai chùa chiền tiền tỷ vàng bạc, ho cái có người dân cúng. Quý vị nhớ có cái lần cái ông nào đó mà tham nhũng không, tham nhũng tiền tỷ Vinalai Vinasin gì đó, cái làm bộ quy y, cái nhờ cái ông thầy chùa đi bên giáo hội giáo Việt Nam ông làm bộ lắm, xin lý lịch tốt rồi giúp cộng đồng gì vậy đó. Hoang ấy là có, mà cái con đường thiên ma là cái con đường ghê gợn như vậy đó, con đường đó ta cũng nương đạo đó,
lương đạo đó. Cho nên là nhìn là biết ha, nhìn là biết ai đi con đường nào, đường nào, đường nào, nhìn là biết liền. Mà phải có pháp của Đức Phật, phải có trí tuệ của Đức Phật. Bằng trí tuệ của Ngài thì mình minh định được rất dễ dàng, nhìn biết được tu con đường đạo hay con đường phi đạo. Khi mà nói đạo hay phi đạo là đang con đường tu, chứ phải đường thế thường. Hiểu không? Nhân bạn hỏi cái chuyện đó nên tôi nói cái chuyện nó phân ra các loại đó cho bạn được hiểu, để mà mình biết cách mình tiên thệ cho nó đúng đắn. Hiểu không? Ok ha, vậy mình đi tiếp. Cái buổi hôm hở mình còn dang dở, mệt mỏi mày này quá ha. Biết qua mới giờ học hoài này nó chán á. Mấy cái đứa nhỏ mà qua mấy cái mới rồi hay lắm. Chuẩn bị cho đời mình cái chết và đời sau. Trước khi chết, khi chết và đời sau rồi muốn nói gì trong đây? Nghĩ người thân một dạng như vậy, y rang như cũ không thay đổi là tà kiến. Là tà kiến nè, đang nói gì vậy? Cái gì ta hay thưởng là nó thường còn, đúng không? Cái cả đang câu này vậy đúng rồi. Đấy, cái gì mà ta hay nghĩ nó là thường còn thì nó có ba cái điều mà thường hay nghĩ là thường còn. Cái thứ nhất á, là nghĩ mình sống hoài, nghĩ mình sống hoài, nghĩ mình không có chết, nghĩ những mấy cái bất trắc nó không có đến với mình, nó trừ mình ra, cứ nghĩ vậy đó. Mấy cái khổ đó nó đến với ai đó, chứ nó không phải đến với mình, nó trừ mình ra. Thường kiến cho rằng sự an vui này cũng hoài. Thường kiến. Cái thứ hai á, là nghĩ cái người thân của mình, những cái người mình thân thương của mình y gan như cũ vậy đó, không có thay đổi. Thường kiến. Cái thứ ba là nghĩ mình y như vậy. Nghĩ mình y như vậy thì nghĩ mình y như vậy đó là không có sự nhận diện, không thấy mình thay đổi gì hết. Người khác có thể thấy mình thay đổi nha. Ví dụ như đó, mình nhìn lợn đó, thay đổi thai dữ lắm. Hồi lớp 10 mặt nó ngu lắm. Giờ mặt bớt ngu rồi. Giờ ngu hơn. Tại vì mặt vợ che rồi. Chị thiệt, nhờ nhìn lại cái video năm lớp 10 đi. Nhìn nó ngố trời đất ơi á nghe. Rồi trời. Nhưng mà đó, nếu như mình không có để ý á, mình không thấy đâu, mình không có thấy đâu. Mình nghĩ mình nói giờ vậy á, mình nghĩ nói giờ vậy. Không tin nữa, các bạn hỏi mấy cái người mà bạn quen thì hỏi vậy. Nghe đó giờ vậy á, chứ không gì khác. Đó là thường kiến. Nghĩa là ba cái thường kiến. Rồi làm sao vượt qua nó? Làm sao vượt qua nó? Làm sao vượt qua nó? Trời ơi, còn lâu quá mới tới nghiệp duyên, còn quá dài luôn, còn tới một trang mấy rồi. Rồi làm sao vượt qua nó? Ví dụ như nghĩ sống hoài đi thì mình là chuẩn bị cho đời mình, chuẩn bị cho cái chết và cái đời sau. Thì trước khi chết chuẩn bị gì? Lợn nói nghe coi. Trước khi chết mình chuẩn bị để mình chết. Trời, của anh mẹ rồi. Thứ nhất là mình chuẩn bị cho mình một cái người trợ tử, để khi mà mình chết thì cái người đó họ sẽ làm những cái thủ tục cho mình ra đi. Thủ tục giấy tờ nữa hả? Lập biên bản rồi con. Đã
đặng mình cắt hộ khẩu mình chuyển chứ, đặng làm chứng minh mới, thi hành án từ nó mới lạ lắm. Cái thứ hai là chuẩn bị cho những cái việc thiện, tạo ra những cái chuyện để mình nhớ về khi mình chết. Gì nữa cái này tôi nhớ mà lại là bố trí cái không gian, cái không gian đó là khi chết ông nội. Cái này là ta chưa, bây giờ nè. Gì nữa? Ai có nè, chuẩn bị gì trước khi chết nè, giờ mình chết chưa? Làm gì đây? Học chưa đủ. Ừ. Đấy. Ai đó cho ý kiến gì đây? Của Tú hả? Tinh tấn học và hành để tạo duyên. Ừ, ai ai quấn nít cô Tú nha, chắc chư thiên ta thích cái nít đó. Tinh tấn học và hành để tạo duyên cho đời sau. Học hành, học hành cái gì? Học hành gì? Học hành gì? Hả? Học hành gì? Hả hả? Hả học hành? Học hành Phật học. Rồi, học hành gì nữa? Quan trọng nè. Mà cái này là chưa tới nè. Là sau này nhớ phải tập nè. No, thiền. Định chỉ tịnh và định minh sát. Hai cái này là phải tập. Phải học và phải tập.
được chưa? Rồi đó, nếu như á mà quý vị nào mà muốn cho nó này là coi như được rồi đó nha, này là muốn nộp thêm cái thôi. Nếu mà muốn đời sau nó đỡ xíu nữa, khỏe xíu nữa, xịn xíu nữa, mà an vui xíu nữa, mà đỡ gủa go xíu nữa, thì thêm vô cái thế học, vô thế học, thế học, thế học là gì không biết không? Ừ, đó cái thế học, cái này thì thêm vô thôi, thì có thì tốt, không cũng không sao. Thế học, nhưng mà riêng cái người nào mà có hạnh nguyện chánh đẳng chánh giác, hoặc hạnh nguyện là thượng thủ thinh văn hạng trí tuệ, hoặc là thị giả của bậc đại giác ngộ hạnh nguyện trí tuệ, thì bắt buộc phải có thể học. Nghe không? À, có ba người mà nếu như có hạnh nguyện thành ba người đó thì phải có nha. Thứ nhất là chánh đẳng chánh giác. Thứ hai á là đại thinh văn trí tuệ. Thứ ba là bậc đại thinh văn đa văn quảng kiến. Ba cái. Đại văn trí tuệ là ngài Xá Lợi Phất, Sariputta. Còn bậc đa văn quảng kiến là ngài A Nan. Bậc đại thinh văn đa văn quảng kiến. Thì đó, nếu như có cái đó thì mình thấy học phải có nghe. Mới học nó phải nhiều. Thì mình mới tập quen cho cái trí nhớ của mình được. Cái trí nhớ mình phải xịn thì mình mới nhớ được. Trời ơi, đa văn quán kiến mà hỏi gì cũng nhớ gì chơi, người viên kiến gì. Trời trời đó, kiến lửa, kiến càng gì đó, chứ đa văn quán kiến gì. Được không? Rồi đi qua bển thăm đi. Có ai thay cô Tú comment gì hay hay nữa không? Này là của cô Tú hay của ai? Chuẩn bị những cái hướng thay thế tạm thời hoặc là xoa dịu cho những người xung quanh mình. Cho người nhà của mình đi học hành điều đúng đắn chân chánh để không ảnh hưởng lúc mình chết. Đúng, không có nhắn gì bậy bạ, yên tâm. Hả? Ghê vậy hả? Có khi nào con không? Mà hình như thế học chiếm thời gian đời sống. Sao mà biết được chứ? Hai Có Tú thể nghe nghe đó. Có hai Tú lận không biết hả? Trời ơi. Tại vậy mình có hạnh nguyện vậy nên mình được hưởng ké. Ủa xịn không? Cái văn phòng này giống Tú vậy nữa. Cũng giống ha. Nhân không thôi chú. Vậy Chắc là tại vì người ta có thần thông đó gì con. gì Thần thông người ta ra đó. Không có sao đâu con, vậy là người từ tượng vô phi đạo đó, đi ra đi. Trời, con mà yếu bóng vía vậy rồi con ở đâu sống sống được, mình chết luôn á. Ví dụ như con ở cái nhà này đi là rồi luôn rồi. Ồ thiệt, thì ở cái nhà này là rồi luôn rồi. Nửa đêm mà con nghe ở trên này nó lăn nghe rất bon 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 vậy đó là rồi luôn rồi. Này là xong rồi ra là ngày sáng là con giặt mền giặt mùng chiếu gối hết luôn. Chị kỳ ha.
chơi gì này cũng vui nè, lâu lâu đó mình có nhiều cái điều thú vị. Đó thì cái đó là mình chuẩn bị trước khi mình chết á quý vị, mình chuẩn bị trước khi mình chết. Khi mà quý vị có cái sự trụ bị như vậy đó thì quý vị không còn sợ chết nữa. Thì khi nào chết thì quý vị sẽ gây đúng như kịch bản thôi, à, không cũng kịch bản thì chạy thôi. Không có gì mình phải phải sợ. Nhưng mà cái người mà họ không có chuẩn bị nghe họ sợ lắm á. Quý vị đừng có nói ví dụ chết chết với họ nghe, họ tán dập mặt á. Nói suối quẩy à. Người nó nói chết 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 à. Rồi thì vậy đó là không có được ha. Có chưa nào rất chưa nè. À. Rồi vậy là có chừng bị vô lộn nít rồi đó. À đúng rồi, tại vì cái lát trung tâm. À rồi kìa kìa, nó phát hiện rồi kìa. Mọi người chưa, nó không có coi lại luôn, còn mình mà nó không có coi lại luôn. Trời đất ơi. Không phải chẳng là nó hiện bạn, hiện bạn đang nhắn cái gì đó, nó hiện bạn, ủa vậy đó hả? nó phải vô cái chỗ mà người để đúng coi rồi, có đúng ai rồi. À cảm ơn cô tiền phát giác. Mất chưa mà thấy ở trên nó có nhắn mà xuống dưới mất tiêu. Sợ trên có nhắn. Thì dấu hiệu hiện. Rồi đó, được chưa quý vị, được cái chỗ này không? Phong cách cũng có ảnh hưởng ha. Ta điều tra xem coi chư thiên hay là Asura. Làm tân quéo trơn hồi không dám về luôn. Rồi đó là bây giờ là trước khi chết là quý vị chuẩn bị như vậy rồi, nghe không? Rồi bây giờ khi chết, thì chết có nghĩa là cận tử lâm chung đó nghe, chứ không phải chết ngủm rồi nghe. Ừ, khi chết là cận tử đó, cận tử lâm chung. Cần làm gì? Cận tử lâm chung cần làm gì? Này cho nhớ có do hơn do dạy rồi nè nha. Trả lời coi. Thì trong đó cũng có kêu làm báo cáo đồ chuẩn bị đó. Đúng rồi, rồi có sau này tới thời hồi của Tú nữa. Lần đó là lần sau là tôi có phản hồi rồi đúng không, tôi có giao cho lợn lần nữa đó, mà cũng chưa có ai làm tại chưa ai chết nên chưa sợ. Mời Ê. Ừ, mời cho thử con có muốn hy sinh không? Làm gì làm với thầy xong hả, chết ha. Rồi khi chết cận tử lâm chung làm gì lợn? Nhớ gì đâu. Khi chết cộng tử lâm chung thì cần phải đầu tiên là cần phải bố trí cái môi trường ở của mình, rồi sao nó gợi mình nhớ về những điều gì mình đã làm, chỗ phòng ở, phòng ngủ, còn phòng bệnh, tôi. chỗ phòng bệnh cần bài trí. Bài trí cái gì? Đủ thứ. Cái gì đủ thứ? Ừ. Ừ, những cái đó là hình ảnh gợi về
mình đã làm, cái chuyện mình đã làm. Ví dụ như để nãy chuối trong ha, đây cô Tú có thứ chỉ chuối nè, để nãy chuối. Đúng rồi, những cái giấy khen, à, những cái bằng khen, à, những cái phiếu bé khỏe bé ngoan, hay quá ha, hay à, những cái hình ảnh, à, những cái kỷ vật, à, không? Mà hồi trước mình đã từng làm đó, mình nó tốt đẹp. Hiểu chưa, hiểu chưa? Cái mình treo lên, mà mình dặn con cái treo, lúc đó sức treo đâu mà treo. Dặn cái người mà trợ tử của mình á, được chưa? Dặn á, người trợ tử á là mình treo lên tất cả những cái đó, chứ đừng có treo lên mấy cái thứ gì mà nó gợi nhớ đến những điều sân hận, bực bội, quan gia trái chủ gì vô chỗ nghe. Muốn xỉu. À, đó là cái đầu tiên mình làm được, hiểu không? Rồi gì nữa, bài trí gì nữa? Thứ hai là của bài trí, bài trí chưa hết, mở rộng ra. Ờ, mấy cái này là cái gì? Là những cái hình ảnh, hình ảnh liên quan đến pháp học. Ừ, hình ảnh. Gửi về pháp học, gửi về pháp học mà phải có học mới được nha. Mình không có học cái gì hết trơn, không có gửi gì hết trơn, nhìn thấy chữ ngoan ngoan ngoèo ngoèo rồi thấy mắc mệt nữa, rồi cái nỗi quạo nữa, cái bệnh sắp chết mà còn mấy cái chữ là dán đây nữa, là coi như gồi đời luôn nha. Rồi gì nữa? Hình ảnh gửi bài trí, con bài trí âm thanh sao, là con bài trí hay vậy, gửi về ân đức tam bảo, tam bảo, ân đức tam bảo, gửi về ân đức tam bảo. Ví dụ như là gì nè, ừ, ví dụ như tượng, tôn tượng của Đức Phật, như đừng lấy Quan Bồ Tát nha trời, đời sau là vô chùa Quan Âm luôn á nha. À, tượng Phật, kim, hay gọi là kim thân Đức Phật thôi, mà kim thân cái nó mọc thân không được nữa. Tượng Phật, xi măng thân. Rồi kim thân Đức Phật hay tượng Phật, rồi kinh, kinh Phật, rồi Phật rồi nè, cái này pháp rồi nè, tăng nữa là gì? Y áo, à, của chư tăng. Có nha quý vị, là khi mà một cái người mà người ta cầm bữa lâm chung đó, cái người trợ tử đó đến chùa thỉnh sư đó, rồi xong á là nói với sư, rồi xin mượn, xin thỉnh cái y áo, cái y cũ của sư đó để về, cũng treo lên đó, đó ba đó, Phật Pháp Tăng Tam Bảo đó. Ủa được mà, thường đó là dân y Khatina đó, là cái y mà sư, cái đại thí chủ ở cúng dường đó, là cái y cũ của sư là sẽ trao lại cho cái người đó, người ta sẽ xin cái y cũ của sư, thỉnh cái y cũ của sư để làm gì đây nè, đây nè, cho nghiệp nó bù quá, trả lên đầu, trời đất ơi, mà ngay ông sư có ngàn năm ông mới tắm là gồi luôn nghe con. Đó mình treo lên để chi vậy? Gợi nhớ, hiểu không? Gợi nhớ ân đức tam bảo. Chứ không phải là mình gì treo đó nghĩa là nó có phước, không phải. Mình gợi nhớ cái nhớ của mình về đó, nó mới là quyết định. Hiểu chưa, hiểu chưa?
Ừ, quan trọng lắm đó. Rồi sau đó cái ý thứ hai là gì? Hồi nãy là mắt nhìn, rồi tay nghe, nghe gì? Nghe nghe giáo pháp. Nghe giáo pháp này có nhiều cái nha, nhiều cách nha. Cách nào đây? Cái thứ nhất, cái trường hợp thứ nhất là nếu như người bệnh còn minh mẫn, nhớ không, nhớ không, nếu như người bệnh còn minh mẫn thì sao, thì cho làm gì hả? Thì gì? Thì chia ra nữa. Trường hợp thỉnh được sư thì nhờ sư thuyết một thời pháp cho nghe, đừng có tụng, thuyết chứ không có tụng, được chưa hả? Sao có con mà tụng nó để truyền thừa, tụng để dạy, để duy trì cái sự nhớ, chứ không phải là tụng cho người ta chấp chết này, cho người ta ực ực người ta chết luôn. Phải là thuyết, cho nên thập phúc hành tâm là gì? Thính pháp và thuyết pháp chứ không có tụng kinh. Trong thập phúc người ta không có tụng kinh chẳng nha. Tụng có phước gì chứ nha. Thuyết nghe một cái thời pháp cho nghe. Rồi nếu mà không thỉnh được thơ sư hả? Không thỉnh được sư hả? Mở băng ha, giờ có băng thì tiện quá ha. Có băng thì tiện quá ha, thì cũng được. Sao cái phương án này thời hiện đại cũng được, mở băng cho nghe. Trời ơi hay nè, cho nghe. Nhưng mà nhớ nghe lựa người nghe, tại vì nhiều khi á nghe ngay cái đứa mà ổng ghét đó ra cái ổng chết luôn ở đó trong trạng thái. Trời ơi, cười chứ vui lắm gái. Cái thằng đó nó vui vậy. Mở tội khanh nghe cho ổng chửi rồi tức ực 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 cái chết luôn. Rồi giờ trường hợp mà hạt không có mở băng cho nghe luôn thì sao? Thì người nhà, đúng rồi, người nhà mở ngoặc có học và hành pháp, có học và hành pháp, có thể thuyết giảng cho nghe, thuyết giảng cho nghe, được chưa? Rồi trường hợp người nhà không có học, không có hành pháp. Rồi ok, bài là đọc tam tạng lại cho nghe, đọc tam tạng lại cho nghe. Rồi trường hợp nữa nếu người bệnh là người có hành thiền thiền thì cùng hành thiền với họ, hiểu không? Cái này xịn lắm nha, quý vị phải gán tập sao á. Thời này chưa tới, tới thời tới 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 thời cái nhiều khi tập chưa kịp cái chết mẹ rồi nữa. Nhưng mà phải tập nha, là nó quá quan trọng luôn á. Vipassana rất là quan trọng luôn, nó giúp cho quý vị tiếp cận được với cái chết sớm, không phải là chết sớm nha. Tức là cái sự đau của cái chết đó quý vị quen, khi quý vị quen quý vị không có tán loạn,
xin thưa trước cái chết Trúc rất là đau, rất khổ đau. Không tin vậy quý vị thử, mà tối quý vị ngủ đó, quý vị lấy cái mền đắp lên mặt, tới chừng nào mà họ thì là hả gỡ cái mền ra là quý vị không kịp thì mình đi luôn. Là quý vị biết được là sắp chết nó khổ thế nào. Nó ngạt con, thở đâu có được nữa đâu, đâu thở được nữa đâu, khó chịu lắm, rất khó chịu luôn, đau khổ. Cho nên quý vị thấy chưa, cận tử lâm chung khổ, trong tám sự khổ bệnh tử, tử cận tử lâm chung đó là khổ, khổ kinh khiếp dã man lắm, đau đớn ghê lắm. Vậy thì khi quý vị hành thiền, quý vị ngồi đó, ai mà từng ngồi thiền mà từng đó là đổ mồ hôi rớt nước mắt thì quen, quen này. Và ngồi thiền mà tới mà thịt da mà nó bưng mà nó gách ra, nó gách ra từng sợi đó ha, trời ơi nó đau mà nó hoàng quại tê dại luôn ha, là mình đã quen chứ. Trời, khi mà mình ngồi tới trạng thái đó là mình thấy tâm mà nó điên đảo, mặc dù là mình biết là mình không chết đó, mà đó sợ. Ồ, giáo tao quan chứng sợ. Đó vậy đó. Vậy. Ghê chưa? Ghê đó, tiếp xúc được với nó. Thiền á, an lạc lắm thầy. Ồ, có thiền an lạc là thiền định đó có. Ừ, thiền định an lạc đó. Mà cái thiền mà con thấy là mình ngủ không được, mình cứ thiền đó, một con cụ, hai con cụ, ba con cụ. Nó rất an lạc chút xíu mà mình ngủ liền à. Tại vì nó định mà. Thiền định, đây là định chỉ tịnh. Nó cho mình cái sự an vui, an tâm mình thôi chứ không trí tệ gì chứ. Đỉnh, thiền định. Nó khác, quán khác phán trí tệ mà. Thiền quán là thiền trí tuệ. Mà thì trí tuệ thì mình mới đối diện với những thứ trong cuộc đời này, mình mới đối diện được, mình chỉnh được, mình sửa được. Còn mà thiền tuệ, thiền định không có, thiền định an vui lúc đó à. Qua đó là ngu vẫn hành xử ngu hệt cũ. Ta chửi mặt mình nó buồn á, giờ thiền ngồi thiền hết buồn, hay buồn mơ ra làm đi gan vậy ta chửi nữa. Cái đó thiền định nó chỉ có vậy thôi à. Không, nhưng mà tuệ thì nó khác. Đó, nó cho mình cái sự hiểu biết, thấu hiểu. Thấu hiểu, sự thấu hiểu đó đó là phát triển về mặt tuệ giác, nó học. Cho nên thiền tuệ khó mệt và khó. Ừ, bên thiền tuệ, mục đích của thiền tuệ là nhìn thấy cái gì? Thấy khổ, thấy vô thường, thấy vô ngã. Mà mình thiền mình thấy sướng không à, là biết rồi đó, đó không phải thiền tuệ, thiền gì á. Ờ, hiểu không? À, cho nên thiền của Đức Phật là để mình thấy được khổ, vô thường, vô ngã. Đó, mình nhớ được cái điều đó chưa? Ok chưa? Ok chưa? À. Vậy đây nè. Nhớ lưu tên những cái ở dưới còn trên này nữa hả? Lâu dài vậy hả? À. Kim nhớ lưu tên những người có mặt hôm nay, đội ngũ trợ tử. Đội ngũ trợ tử. À, nhớ à, tại lần đó không hiểu kim thân là cái gì. À, à. Nghi thức tang lễ. À, à. Chết thì phải chuẩn bị cái nghi thức. À, đúng rồi, còn phải chuẩn bị nghi thức nữa. Đó là chết rồi đó nghe, tức là chết rồi. Đó là chết rồi. À, rồi quy y, à cái quy y của cô Mi đó, quy y với thọ giới đó nằm ở phần cái dưới á, là dành cho cái dạng mà không có còn minh mẫn nữa, là nghe không có nổi rồi. Chứ mà quy y thọ giới đây là chắc chắn luôn, tại vì từ thuyết pháp là phải quy thọ giới rồi, trước khi thời pháp nào quy thọ giới hết. À, cho nên đó là yên tâm về cái đó. Được chưa? Rồi, trong trường hợp người không có còn minh mẫn nữa,
ai không còn minh mẫn chứ không phải là liệt nghe, là người thực vật nghe, không còn minh mẫn nữa nghe. Nếu không còn minh mẫn không còn minh mẫn làm gì? Mở Boligo lên cho nghe ha. Mở cái lương. Không còn minh mẫn thì sao? Đúng rồi. Quy y thọ giới. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hai mượn lưu đâu vậy? Quy y thọ giới là cái căn bản. Quy y thọ giới. Còn riêng mà quý vị mà đã quen rồi thì phải liêm xiêm luôn. Gãy tâm từ, quán vô thường. Mà thường là gãy tâm từ gãy không có nổi đâu. Thì thường á, cái chỗ gãy tâm từ đó nó thay á, là nguyện. Nguyện phước báo chỗ sanh. Rồi gì nữa? Gì nữa? Lúc này là người ta đi chỉ nằm rồi đó, thôi thóp hơi tàn rồi đó. Hả? Thôi thóp rồi, chết từ chân lên á. Thôi thóp rồi. Nghe, vẫn còn nghe chứ. Cho nên trong cái dạng còn nghe mà. Thì sao? Sao? Hả? Đúng rồi, nhắc lại chuyện tốt lành họ đã làm và kêu họ hoan hỷ với điều thiện đã làm. Rồi, gì nữa? Nói với họ sẽ thay mặt họ làm điều lành gì? Điều lành gì? Nói là gì để họ có phước. Rồi cái thứ tư này nữa là liên quan tới quý vị, chứ người khác thì không được nha. Nghi thức này là nó có hướng đối tượng thứ tư nha. Tư là gì? Tư gì? Nhắc cái vé VIP mà họ đã mua ở đời này. Luôn an vui vì những gì mình đã chuẩn bị. Cái này để ghi sách ra cho ta đâu biết này. Ta đọc vô ta nó khùng này. Hướng đối tượng nha. Thì đó đối tượng ngày hôm nay đi học thôi, mà cái buổi có đi học cái buổi quét VIP đó thì mới biết nữa. Người thường là tới 3 bước hả là đủ rồi. Còn cái người này thì mới qua tới bước thứ tư thôi. Ngoại lệ.
chưa? Ok không? Ok không? Rồi họ nhìn rồi, họ nghe rồi, còn làm gì được nữa cho Cận Tử lâm chung? Bóp mũi cho họ chết sớm hả? Chợ tử. Chợ tử luôn hả? Đúng chợ tử cái tay vậy hả? Vui. Vui. Sò bóp. Hồi sò bóp nè. Không. Con gớ vô đâu là họ đào đó đó. Gớ vô đâu họ đào đó đó. Ừ. Họ chỉ muốn nằm yên thì đừng ai đụng tới thôi. Tại vì đụng vô đó là họ phải đưa cái ý thức của họ về đó, họ cảm nhận đấy đó. Mà họ rất là mệt đó, tâm của họ đó là đang tập trung vô cái này đó và phải đưa cái kia đó, đó họ quéo lắm, họ chịu không nổi. Ờ hay người hay hay như vậy đó, không không có nên, không có nên làm cho ta tán loạn, làm cho tán loạn. Hãy chú tâm rồi đang nói cái điều này thì đang nói điều này thôi. Ừ, tức là đấy mình nói nè, mình làm mọi thứ này nè, tức là mình bên cạnh đó, mình bên cạnh để mình làm. Rồi, rồi bây giờ nhìn nghe rồi tới sau đây là cái gì, cái gì người trợ tử có thể làm được nữa hả? Cái gì người trợ tử cần làm? Người trợ tử cần làm người trợ tử cần làm cái gì? Hả? À. Hả hả? Ừ, đi làm phước đi, thỉnh chư chư tăng để làm lễ trai tăng, làm lễ trai tăng cúng dường cho họ, rồi sau đó làm phước. Chưa phải làm phước. Làm phước cho họ. Là bốn một thí đó, được chưa? Một thí nha. Thường xuyên nhắc nhở mình quy y thọ giới, rải tâm từ, quán vô thường. Để bản thân người trợ tử có sự phù hợp và ích lợi thật sự trong việc trợ tử. Hiểu không vậy? Chứ nó đi trợ tử người ta mà nó cái dạng mà không có giới, không có đức. Ừ. Nó đi trợ tử mà nó giả dối, nó gian xảo. Nó trợ tử mà nó cầm ngón tay lên, nó lăn di chút, rồi nó xong rồi nó lấy. Vui nữa. Hãy vui nữa. Thì đó là coi như là tiêu tiêu tùng rồi, ổng tức đó là tiêu. Này con này ngoại sắp chết rồi mà con có cái gì giấu con không, nói con nghe đi, đồ đạc phải để ở đâu?
là rồi. Nhớ nghe. Nhập viện mà xuyên mà, nhưng mà sắp chết thì bằng cái chỗ không còn minh mẫn. Ờ đúng rồi, ví dụ như trạng thái mà xe tâm mà nó ngáp rồi đó, nhập viện không còn minh mẫn thì làm như vậy. À, lúc nào cũng phải nhớ. Trời không, rồi không không có có xịnh là chợ không có được đâu, là coi chừng mình đi theo người ta luôn. Ừ đúng rồi, cho nên đó là phải rất là vững chãi và thảnh thơi. Mình cảm thấy là quéo rồi, cảm thấy quéo rồi. Tại vì mình trợ tử là trợ tử cho cái người thân thương của mình mà, chứ mình đâu có trợ tử cho ai đâu. Cho nên đó là do tới lúc đó là mình không có dằn được cái cảm xúc của mình đó, là coi như là tiêu luôn. Mà mình trợ tử đó mà mình đọc tam tạng á, mà mình đọc như gào gú và cắn xé rồi hú hú lên he là rồi luôn. Trời ơi, đang chết mà người ta phải bật vậy tôi tán vô mặt nó, mày đi ăn là rồi luôn. Cho nên ha, nhớ nha, mình phải xịn mới được nha, phải xịn mới được. Cho nên quý vị thấy muốn trợ cho người ta thì phải vậy đó, cho mình mới có cái thứ gì cho mình trợ người ta được. Đấy, còn mình không có chưa trợ hay quá. Vậy thì đó, mình phải tưởng tượng, mình phải trù bị cho mình ấy ha. Ví dụ như á, mình nghĩ mình chết tự tử mình nè, ví dụ mình đi đường đụng bùm lật ra cái chết, nhưng mà chưa chết còn ngáp ngáp, mình sẽ làm gì? Trời ơi, phải chuẩn bị đó. Mỗi lần mà tôi ngồi xe ăn bo mà đi về đây là tôi lúc nào cũng chuẩn bị theo không nghe, nói thiệt, nói thiệt, mặc dù là chạy rất là im nhưng mà cũng phải chuẩn bị cho mình vậy đó. Ở mình không có biết nữa, trời, mình không có biết được, lúc nào mình cũng chuẩn bị sẵn hết trơn á, luôn 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 vậy đó. Mình phải mình đi đi ra khỏi nhà, đi tham gia giao thông rồi là lúc nào cũng hết vậy đó, lúc nào cũng sẵn trong mình Phật pháp tăng, Phật pháp tăng sẵn trong người, sẵn đi an toàn. Mà lỡ mình phóng ở đâu đó nhìn trời măng chay mây chăn gió gì đó ha, các kiểu rồi bây giờ là Phật pháp tăng. Nam mô Bụt Thầy Gia, nam mô là Tâm Ma Gia, nam mô Sang Khai Gia đó, rồi sẵn hết thì đó. Phải vậy đó, phải chuẩn bị sẵn cho mình. Rồi dụ như đó mà nó xảy ra cái hy một cái mà mình còn ngáp được, còn ngáp được là còn cơ hội, mà đi luôn là không có còn cơ hội. Đi luôn không có cơ hội. Bất tình định là tâm sân, tâm sân. Cho nên là phải chuẩn bị cho mình hết. Mình còn ngáp ngáp đó là mà mình không có lo đau. Trời ơi, mình ngáp ngáp lúc đó phải tranh thủ lo đau cái gì, quy y thọ giới liền, vô quy y thọ giới luôn, quan trọng lắm ơi. Chứ phải tập hàng ngày đi nè, mà tập hàng ngày cho quen. Tại vì cái lúc mình tập thì mình không có đau. Mình phải ghi nhớ. Vậy thì bất kỳ lúc nào trong đời của mình, khi mà mình thấy có bất chắc, có không bình yên, có đây đó kia, là mình nhớ về quy y thọ giới đi. Nhớ quy y thọ giới. Nhớ và nhớ thường xuyên, khi mà gặp cái gì không an vui đó, ở trong lòng mình quy y thọ giới. Nam mô liền. Trời ơi, chứ không có lo ngồi đó mà nhìn mây trời chăn gió, tiếc núi sông gì đó, không có nha, lo quy y thọ giới đi. Rồi bộ sự quý vị sinh nữa, quy y thọ giới rồi mà là lớp được đó thì thiền, còn nếu như mà không có lớp được nữa thì thôi cho quy thọ giới. Quy thọ giới, còn nếu như mà được đó thì ngồi với thiền. Thì ta nói nha, đằng nào cũng chết hả, đúng không? Sao không chết cho nó đẹp chút đi, trời ơi chết gì mà nó xấu. Để nằm mà nó vung vải hết rồi phải tém tém lại chứ hả? Còn vui nữa. Hiểu không? Nó bấy nhảy tùm lum, cái tay chân mà còn xài được thì phải kéo gom gom lại, người ta dọn nó cũng dễ.
không vậy đó. Ừ, đưa quy y thọ giới rồi sao quy y hành thiện, trời ơi đó, đó an vui, an vui. Lúc đó rồi nhanh quá, quý vị không có đau đâu, đừng có nghĩ cái đau, nghĩ tới cái đau là đau nó tới đó, nghĩ cái đau đau nó tới sao rồi nhớ nhớ rồi hành thiền thôi, hơi thở còn thở được mà là còn sống đó, thở là chung hay thở ra vô thở vô. Ờ, quán quán tứ đại đang tan gã, tứ đại tan gã. Quán quan sát. Vô mà vô cười. An vui, nhớ bài học tốt. Nhớ bài học, an vui. Ờ, không có phiền não, không có sân hận với người ta, không quan trái với người ta. Nhớ ngày ngày hộ nhẫn. Đi ngầu ngày hậu nhẫn ngày chết vậy đó. Ừ, xé tông ngày đó. Ờ, ngày ngày y cái áo ngày bà đỏ trơn y áo luôn mà máu ra mà ngày ngày nằm chứ ngày nằm giữa đường luôn mà. Nằm 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 thiền luôn. Nằm thiền luôn mà. Ngồi xuống nổi. Ờ, nghiêng nằm nằm theo cái thế đó. Ờ, cái là thiền luôn rồi chết luôn. Ngày, ngày kêu đi đi mà kêu đi đi đừng đừng có quay lại, đừng quay lại. Rồi quay lại chúng quánh chết, ngày kêu đi luôn đó, thì mà phải chuẩn bị vậy đó, phải sẵn sàng hết, sẵn sàng. Mình không chuẩn bị cho mình ai chuẩn bị cho mình được. Nếu như mà có được cái sự trợ tử như vậy thì nó quá tuyệt, tuyệt vời là phước. Rồi mình phước phước lắm, phước lắm thì mình mới có đầy đủ trợ cho mình từng ly từng tí hết như vậy. Phước mình đã làm dữ lắm rồi, nay mình hưởng. Mình đâu có biết phước mình nó có chỗ kịp không, mình đâu có biết được đâu. Như mà nó không chỗ kịp mà nó bất thiện quả, bất thiện nó chỗ trước á, nó mạnh hơn nó chỗ trước, mình phải chuẩn bị chứ, phải chuẩn bị hết. Ra đường nào mình cũng binh được à, mình không có bị bù, chứ không phải là bù là chết luôn á, thua chắc hết. Ngồi phải binh sao đường bù nha, được chưa? Chờ thế thôi, thế không gì mà vẫn không có chuẩn bị được, thế không là không có hết bài nữa, trời ơi. Đấy, còn cái đời sau nữa kìa, đời sau bữa sau mình nói ha, đời sau phải chuẩn bị, là đời này mình chuẩn bị cho đời sau nè, là cái vụ mà quý vị hay hỏi đó là thiết kế. Ủa, thiết kế cái con đường, con đường tu tập tu tiến cho mình ở trong nhiều đời những kiếp mày hậu, bây giờ mình làm cho đời sau đó. Rồi ok thôi, mình tới đây nghỉ ha, bye bye quý vị, trời đã khuya rồi đây.